Galaxy S11, viền màn hình siêu mỏng. Thông tin về Galaxy S11 thời gian qua đã dò dỉ qua các bản render cho cả ba phiên bản. Một số chi tiết về camera và điểm hiệu suất trên Geekbench bổ sung mới nhất vào loạt tin đồn về Galaxy S11 là miếng dán bảo vệ màn hình. Dựa trên hình ảnh được tiết lộ, Galaxy S11 sẽ có viền màn hình cực mỏng và camera selfie đục lỗ ở vị trí chính giữa màn hình, giống như Galaxy Note 10. Viền màn hình được làm mỏng hơn về mọi phía so với dòng Note 10 mới ra mắt. Galaxy S11 dự kiến sẽ dùng màn hình Dynamic AMOLED 6.7 inch với độ phân giải QHD+, tốc độ làm mới 120 Hz. Phiên bản Galaxy S11e nhỏ hơn có thể dùng màn hình 6.4 inch FHD+, trong khi S11+ dự kiến sẽ có màn hình 6.9 inch QHD+. Bộ ba Galaxy S11 đều được trang bị máy quét vân tay dưới màn hình, nút nguồn và tăng giảm âm lượng ở cạnh bên phải. Trước đó, thông tin được tiết lộ từ trang công nghệ Techmaniacs dẫn lời các nguồn tin thân cận từ Samsung cho biết Galaxy S11+ sẽ được trang bị khả năng zoom siêu khủng lên tới 100x.